Một tin cực sốc dành cho tất cả các anh em, đó chính là Nomo Computer tiếp tục gia hạn chương trình sinh viên một laptop, tiết kiệm còn có quà. Và đặc biệt là các mẫu mà anh em đang quan tâm dạo gần đây, ví dụ như là Lenovo IdeaPad Slim 5 hay là Lenovo LOQ 3050 với mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho tất cả anh em. Và khi mọi người qua Nomo Computer mua máy, anh em sẽ được khuyến mãi lên tới 5 triệu đồng và giảm giá tới 70% cho các phụ kiện như là bàn phím, chuột hay là đế tản nhiệt anh em nhé. Và sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 15 tháng 9 cho tới ngày 15 tháng 10 thôi. Nên là anh em hãy nhanh tay, nhanh chân qua Nomo Computer để có thể sở hữu những chiếc laptop đồng hành cùng với anh em trong vòng những năm tới. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại video ngày hôm nay. Thì đây là chiếc Lenovo Yoga Slim Pro, Slim 7 Pro X. Với cái tên của nội địa Trung Quốc mà chiếc máy này nhập về, đó là Lenovo Yoga Pro 7 APH8 với cấu hình là Ryzen 7 7840HS. Thì đầu tiên đây là một cái video gọi là trên tay nhanh như title mình đã nói. Còn review thì mình sẽ gửi trong vòng đôi ba ngày tới, thì sẽ là phần trên tay nhanh. Mình vừa unbox xong luôn nhá, mình vừa mặc đúng bộ này nhá. Mình sẽ unbox và cũng như là cảm quan nhanh với các bạn, đó là cái ngoại hình cũng như là cấu hình của con máy này luôn. Đầu tiên với mức giá loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 25 đồng, thực sự là lần đầu tiên mình được cầm một con máy nó full nhôm, nó nặng. Thực ra là cầm nó đầm tay chứ nó không nặng đâu, cầm nó rất là đầm tay, nhôm này, nhôm này, nhôm tiếp này, đó, cực kỳ cứng cáp. Và với cái màu nó hơi gan metal, tức là cái màu bạc nòng súng này, thì thực sự trông nó rất là đẹp, trông rất nhã luôn. Và cái thiết kế của Lenovo của những năm gần đây thì mình không thể nào chê được rồi. Và đây thì cho dù là cái con đầu tiên mình sờ của dòng Yoga 7, nhưng mà thực sự thiết kế nó quá đẹp đi. Nó vừa bo cong mềm mại ở hai phần bên cạnh máy, cầm nó dễ dàng, mà cái phần mặt A nó có một chút vuông vát để toát lên cái độ gọi là nam tính của nó. Đấy là cái phần ngoại hình, thiết kế của nó. Ngoài ra thì cái bản lề đương nhiên rồi, với một chiếc laptop đáng lý ấy, nếu mà theo cái phiên bản gọi là hàng chính hãng mà anh em mua, hay ở bất cứ đâu anh em mua, hay là thời điểm nó ra mắt, thì đây là chiếc laptop là đâu đấy khoảng tầm 30-35 triệu. Thực sự cái thiết kế hoàn thiện nó làm quá ngon đi. Bản lề mở dễ dàng vào một tay, và góc mở cũng tối đa là 180 độ luôn. Mở rất thoải mái, anh em muốn mở cái gì mở, nó không bị khóa ở những cái khoảng này. Thì anh em muốn mở góc nào cũng được, tùy biến, rất ok, rất vui luôn, rất thoải mái. Và cái bản lề của nó thì cái độ dung dịch khá là ít, thật sự khá là ít đấy. Không quá nhiều lắm, không quá nhiều. Chẳng qua là mình vẩy đi này là nó hơi mạnh tay để cho nó chúc xuống, thành ra nó hơi dung dinh. Nhưng mà khi mà gõ nó sẽ ít ít rung rinh, nó hơi ít ít thôi, nó chỉ bị tí thôi, không quá đáng kể. Đến phần cạnh thì với một chiếc laptop đâu đấy là 14 inch mỏng nhẹ mà Lenovo vẫn trang bị cho chúng ta gọi là tương đối đầy đủ các cổng. Đó là một cổng USB-A, một cổng 3.5mm combo, một nút nguồn ngay cạnh và cái cần gạt camera dạng e-shutter. Tiếp theo là ở bên cạnh chúng ta vẫn có cổng HDMI full size và hai cổng. Ở đây là hai cổng USB-C đó, và một cổng sẽ hỗ trợ sạc cho máy. Thì cái số lượng cổng như này với một chiếc máy văn phòng với cá nhân mình thế này là vừa đủ. Tuy nhiên thì rõ ràng là như anh em đã xem nhiều video của mình thì cái nhu cầu mình sử dụng những cái cổng USB-A nó cao hơn, thường là mình sẽ cần là hai đó. Còn nếu như anh em nào có một cái nhu cầu giống như mình á, thì anh em nên mua một cái hub để cắm vào đây, thì nó sẽ mở rộng cái khả năng kết nối của máy anh em hơn ha. Rồi bây giờ sẽ đến với cái phần gọi là phần mặt màn hình đi. Đen xì, chúng ta có một cái màn hình 16:10 với cả phần mặt đằng trên này này, thì anh em đã nhìn nó quá quen rồi. Đây, đây chính là phần cụm cam cũng như là phần G để anh em có thể mở máy một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì đương nhiên đây là cái cam có hỗ trợ Windows Hello để mở mặt một khuôn mặt rất là nhanh, thì anh em phải đánh đổi một chút, đấy là nó sẽ làm bằng kính và thành ra nó sẽ bám hơi nhiều. Thế nên nếu anh em có sử dụng nó trong các cái gọi là gọi họp online này, gọi Google Meet, gọi Messenger, thì anh em nhớ là khi mà sờ sờ bám bám đây này thì nên lau đi một tí để gọi cho nó tử tế một chút. Chứ đây là một cái mặt gương, đó, nó bao phủ ở đây. Và chiếc màn hình của chúng ta thì trông thì có vẻ là màn gương khi mà nhìn nghiêng, nhưng thực chất đây là một cái màn hình phủ nhám với độ phân giải là 3K. Cụ thể là có đây là với độ sáng 400 nits theo như nhà sản xuất có công bố, và độ phân giải là 3072x1920, thì nó vẫn là 16:10 thôi. Thành ra đây là một cái màn hình nó rất rất rộng và rất nét, thật sự là rất nét trong cái form factor là 14 inch. Kể cả solo với những con này là Celsin đi, thực sự đây vẫn sẽ là cái màn hình nó nét hơn. Tuy nhiên nó sẽ không sáng bằng so với Celsin thôi. Nhất là Celsin ở trong tầm giá này chúng ta sẽ có những cái giá thơm hơn với cái màn hình, nó là màn hình OLED.
thì sẽ là phù hợp hơn với những anh em nào mà hay mang ra ngoài đi cà phê, vì màn OLED ở trên những con Xiaomi đó nó sẽ độ sáng cao hơn là 600 nit. Nó vẫn sẽ đủ sáng, đủ thoải mái để anh em có thể mang ra ngoài cà phê một cách hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì cả. Tiếp đến tới phần bàn phím cũng như là trackpad, đã, thật sự rất đã. Mình mới gõ vào đây thôi là mình đã cảm thấy rất là quen rồi, bởi vì cái bàn phím Lenovo mình đã gõ khá là nhiều. Tuy nhiên thì cái cảm giác là cái keycap của con này, tức là cái nút bàn phím của này, nó không làm quá bầu, nó chỉ hơi hơi tí thôi. Nó làm phẳng thì đúng hơn, và nó hơi ôm xuống một tí để có cái cảm giác ôm đầu ngón tay hơn. Và cái hành trình phím của nó rất là sâu, hành trình phím của nó rất rất sâu. Mình nghĩ là khả năng khoảng tầm 1.7mm đấy. Nếu như mình có sai thì có thể check luôn cái thông số trên màn hình mình đang hiện ở đây. Còn trackpad phủ kính rất rộng, rất to, bấm cũng đủ nảy, và nó cũng không có cảm giác quá là lọt bọp. Hơi hơn một tí thôi, hơi hơn một tí. Cảm giác gì rất mượt, rất đã luôn, thật sự. Hệ thống bàn phím và trackpad này gọi là rất rất ngon luôn rồi. Đó, và bây giờ mình sẽ trải nghiệm cùng anh em đó là hệ thống loa con này. Bởi vì mình đang nhìn thấy đây là hệ thống hai loa, cho dù không có Dolby Audio gì cả, nhưng mà mình nghĩ là hai loa nó sẽ rất là ngon đấy. Đây đoạn đúng rồi. Với một cái thân hình 14 inch, mình không nghĩ là Lenovo vẫn nhét được một quả loa to không khác gì con Slim Pro 9i mà mình đã từng trải nghiệm trước đây. Thế, con loa rất là ngon anh em ạ. Nếu mà để giải trí thông thường, con này loa nghe rất sướng, nghe rất đã. Bởi vì cái, những cái giải âm mà nó tái tạo lại, cá nhân mình thấy nhá, cái bass nó đủ dày, nó đủ sâu để mình nghe thấy cái phần mình sắp bay một chút thôi, một tí 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 thôi. Nhưng mà nghe nó đủ tối để có thể cảm nhận được cái âm bay nó rõ ràng này. Nghe nó cũng to mồm, gọi là hơi không được trong cho lắm bởi vì do âm bass nó hơi bị nhiều quá. Nhưng mà thực sự nếu mà để giải trí mà nghe nhạc hay xem phim dạng kiểu cháy nổ thì anh em cũng không cần phải cần thiết là nếu như anh em không có loa ở loa ngoài thì hoàn toàn có thể sử dụng loa của chiếc laptop này được một cách cực kỳ thoải mái. Nó gọi là dã man luôn đấy, hệ thống loa con này gọi là dã man luôn anh em ạ. Ngon, thật sự. Xong lâu đấy khoảng tầm 20 mấy đồng, khoảng tầm 25 đồng thì mình nghĩ đây là một hệ thống giải trí nó rất là ổn áp trên laptop này, màn hình vừa đẹp, vừa đủ sáng mà lại còn có loa to. Đó. Còn về cấu hình của chiếc laptop này, bây giờ mình sẽ check đế đi luôn cho nó tử tế. Như mình đã nói ban đầu thì chiếc Lenovo Slim 7 Pro X này đang được trang bị đó là Ryzen 7 7840HS với card là Radeon 780M, 32GB anh em nhé, 32GB. Ok chưa? Và bộ nhớ bên trong 1TB. What the fuck? Thực sự là hơi overkill quá không vậy? 1TB anh em ạ, dã man đấy, thật sự. Đây chắc chắn sẽ là một cái cấu hình mà mình nghĩ là nó sẽ đảm bảo anh em dùng thoải mái tẹt ga 5-6 năm nữa vẫn chưa cần phải đổi. Thật sự, 25 đồng cho con máy này. Với cảm quan ban đầu với mình thì thực sự đây là một con máy đang rất rất ngon. Không chỉ là về build của máy làm full nhôm, cứng cáp, ấn, không thèm flex quá là nhiều. Thật sự, cho dù máy nó mỏng nhá, mặt C cũng đủ cứng cáp để cảm thấy đấy là cái mặt C này nó có độ vững chãi riêng của nó. Trackpad thì to, rộng, bàn phím gõ nảy, sướng, loa thì to, màn thì đẹp. Cổng kết nối cũng tương đối đầy đủ và đa dạng. Thật sự là nó hiện tại nó đang rất là ngon rồi. Và sắp tới mình sẽ gửi cho anh em một bài review chi tiết để xem là anh em có còn gọi là có thấy ưng giống mình như hiện thời điểm hiện tại hay không ha. Và cá nhân mình cũng thấy luôn. Vậy anh em thấy sao về chiếc laptop này? Hãy comment cho mình ở phía bên dưới. Cũng như đừng quên like, subscribe cho kênh No 1 Computer để chúng mình có thêm nhiều động lực hơn, ra nhiều content hay ho và thú vị hơn cho anh em nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép. Peace out.